Hương quốc Anh có bán hạt maca tách vỏ sấy lạnh, maca hàng chuẩn xuất khẩu giá cực sốc. Sale to tháng 9 tặng kèm 1.000 phần quà bất ngờ. Maca được mệnh danh vua của các loại hạt vì ăn 10 đến 12 hạt maca mỗi ngày giảm 50 nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, tốt cho tim mạch, tốt cho người tiểu đường giảm nguy cơ tiểu đường tăng cường não bộ, tăng tuổi thọ mắc ca dầu omega 3, gấp 5 lần cá hồi vitamin và khoáng chất tốt cho sự phát triển thể chất và trí não của trẻ ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Tránh trầm cảm ở phụ nữ mang thai và giúp bé thông minh hơn từ trong bụng mẹ là thần dược làm đẹp da chống lão hóa giảm béo. Thích hợp cho người ăn kiêng, tăng sức đề kháng cho cơ thể, cải thiện đường ruột, hỗ trợ chức năng tiết niệu, nâng cao chất lượng tinh trùng. Dụng tóc hiệu quả ngăn chặn nguy cơ mắc một số bệnh ung thư, giảm các triệu chứng mãn kinh ngoài da còn có thể dùng để giảm cân và rất nhiều công dụng tuyệt vời khác. Hàng công ty chuẩn sai to hạt tròn giòn ngon bảo quản cực dễ và đảm bảo dinh dưỡng với công nghệ sấy lạnh mới nhất, khiến khách hàng khó tính nhất cũng phải mê ly. Giá bán: Hạt nhân maca 350k 500g, maca nứt vỏ 150k 500g, Niu Chi nắt hạt dinh dưỡng. Subscribe kênh YouTube Khương Quốc Anh Studio